quậy quậy quá à. Quậy quậy quậy. Đây là Miss Bivert, đây là Kim Duyên. À đây là Miss Bivert hả? Đúng rồi. Duyên ơi, chị đóng xong rồi chị có định dẫn chị vô đi đâu không? Cho tham gia về tất cả chị cả. Dạ. Cái đứa này đang quạt không vậy? Chị ơi, chị chúc mừng một bộ tim đi chị. Chị ơi, có một tim đẹp đó. Chị chúc mừng một bộ tim đi chị. Chị ơi, cái này chị. Vừa bao mà vừa gọi là có ban tổ chức ở đây nè, biết làm gì có ban tổ chức nha, bao lắm, bao bớt cho ốm mọi người nghe chưa, bao lắm nó mới được vậy. Trời ơi, tôi sợ lắm nè, bao như thế này bao như sao vậy trời ơi, nó cũng tùy nhưng mà thôi. Bây giờ cũng vào 5 giờ sáng. Ủa 5 giờ tối. Mọi người giờ thấy chưa mọi người, Uni nhưng mà công ty không biết em bay mấy giờ rồi. Đố mọi người hỏi công ty biết em bay mấy giờ. 5 giờ chiều. Em là bây giờ là tự lập lắm, độc lập lắm. 5 giờ chiều 27 hả? Thấy chưa? Cùng phương đó mọi người.
27, không biết một cái gì luôn nha. 26 luôn. 7. Đó, thấy chưa? 26. Sáng nay vừa mới đợi vé trong rút rồi đó ạ. Vừa confirm lại với mọi người. Tại vì mọi người lo là thôi vậy sao? Em nên tự làm. Mọi người chỉ hoa lao cho Hoàng Vũ Việt Nam, mọi người sắp có top 3 mới rồi. Có hoa hậu á hậu. Tại vì em sắp có một nhiệm kỳ bên Ba Lan. À không, được rồi. Vậy chưa đi thi. Đi thi lần này là gọi là độc lập, tự do, hạnh phúc. Mọi người nhớ subscribe kênh Uni Network và Uni Media nha mọi người nhé. Và đặc biệt là mọi người nhớ qua follow kênh fanpage của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Cái đó quan trọng hơn nha mọi người. Rồi. Rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Bào Kim Duyên lắm. Ủa? Ai cũng bào vậy ta? Nè, vừa mới chạy giảm một câu, giờ lên hai câu rồi. Chị nói không có gì. Không có gì đó chị. Bây giờ cũng thế khi mà đi đâu? Chuẩn bị hỏi mà. Hiện tại thì bây giờ là Duy đang rất là hồi hộp, bởi vì gần như là cũng rất là lâu rồi Duy mới gặp lại Hana, và hai chị em thì cũng hay nhắn tin với nhau nên là kiểu tình cảm cũng nhiều á. Và bây giờ thì rất là trân trọng nhờ bạn đến với Việt Nam, bây giờ đang rất là hồi hộp tại Mỹ, và tại vì bạn đi cùng với cô Paula và cô Emmy. Tại vì cô đi cùng với cô Paula và cô Emily. Tại vì đi cùng với cô Paula và cô Emily nên là bạn thân Duyên cũng rất là quý cô Paula, nên là mình rất là trân trọng bạn cái dạng hành trình này của bạn và cô Paula đến đây. Do là đi cùng một tới trước cũng hay quá mà đó đó, thì kế hoạch của Duyên sẽ tiếp đến của bạn có vấn đề này. Thời gian gần đây thì thật ra là bây giờ Duyên cũng còn khoảng vài ngày nữa thôi, Duyên lên đường sang Ba Lan, nên là thật ra là thời gian của Duyên, cái lịch trình của Duyên khá là dày đặc, và nhưng mà Duyên cũng sẽ cố gắng. Hôm nay Duyên ra đón bạn và ngày mai thì Duyên cũng sẽ có những cái bài cái lịch để đi cùng bạn. Sau đó thì bạn sẽ tham gia chung kết cũng như là sơ. Trước chung kết thì có một cái buổi họp báo trước chung kết, và chung kết rồi Duyên sẽ lên đường lên đi thi. Thật ra bây giờ Duyên chưa xếp vali luôn mọi người, nói chung là vừa mới có visa thôi, và lịch của Duyên thì còn như là rất là dày đặc, rất là bận. Cái hoạch là giới thiệu dẫn một cái tháng là vui chơi gì có, nói chung là trước khi mà Hana về là mình đã nhắn tin nói hai đứa nói chuyện với nhau, thì Hana thích cái bánh cúc kỳ mà ngày trước mình cho bạn ở Hoa Hậu Hoàn Vũ, nên là mình đã có chuẩn bị cho bạn 30 cái bánh cúc kỳ almond cúc kỳ, và bạn rất là thích cái bánh đó. Với lại mình cũng rất là muốn show cho bạn vài thứ và điều hay hay ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Nắm tay lại. Bỏ bè nắm tay lại. Bỏ bè nắm tay lại. Cái này xem.
hết tên luôn. Em tên lên luôn. Kệ ba đi, xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.